À, xin chào các bạn nha. Đây đây là đường 602. À, con đường 602 đây các bạn ạ. DT 602 tại Hòa Sơn. À, còn con đường cái cầu phía trước đây là cái cầu cầu vượt. Đây, cầu vượt đây là con đường tránh. Trên là con đường tránh Đà Nẵng. Rồi. Hôm nay tôi đi con đường này, tôi sẽ lên con đường tránh và tôi về. À đây, con đường tránh nè. Tôi lên con đường này. À, tôi lên đường này, tôi sẽ lên con đường tránh các bạn. Rồi, lên đường tránh là tôi về. Tôi đi để đến con đường Nguyễn Tất Thành nha. Nguyễn Tất Thành là tôi sẽ rẽ trái vô khu công nghệ cao và tôi tiếp tục đi về con đường Vành Đai phía Tây Đà Nẵng. À, con đường Vành Đai phía Tây Đà Nẵng để chia sẻ các bạn xem nè. Con đường Vành Đai này tôi đã cũng đã chia sẻ các bạn cũng vài ba lần rồi. Nhưng hôm nay là tôi đi Hòa Khương mà tôi đi ngược lại. Công trình đang làm đường cao tốc này, làm đường cao tốc nối từ Tý Loan đi Hòa Liên nha. Khúc ở chỗ này là chưa làm, hiện tại mới bắt đầu làm. Bò đắp xuống và đổ xuống dưới nè. Chỗ này chắc là một cái cầu nè, cầu vượt nè. Để cầu dưới nè, đang làm. Đường này là con đường hiện tại là con đường nhỏ nha. Và đang mở rộng làm thành con đường cao tốc. Đường cao tốc này chắc hiện tại nếu mà mở ra thành đường 4 lần xe mỗi bên 2 lần. Đường cao tốc đi đi Hòa Liên, đi La Sơn luôn. Đường này sẽ đi qua đèo Hầm Mũi Trâu. Đường cao tốc này nó đi Hầm Mũi Trâu là qua đèo Hầm Mũi Trâu. À, chỗ này hình như đang làm cái chỗ này hình như đang làm cái cầu cầu vượt là phải thế đất nè. Cầu vượt đường Nguyễn Tất Thành là chỗ này hay là đầu kia không biết. Cầu vượt đi vô Vành Đai 2. Chắc đầu kia qua chỗ này họ lấy đất thôi. Mở rộng ra dễ sợ. Ồ, lấy đất. À,
hai lần xe, mỗi bên một lần xe là rất nhỏ. Nên đi con đường này rất là nguy hiểm luôn. Đây, đông mở rộng nè. Bạn thấy đâu mở rộng mà đồ đất lấy đất, đồ núi lấy đất để mở rộng ra thành bốn lần xe. Cái hiện tại chỗ này mới có hai lần xe, mình tính là có hai lần xe, đi rất là nguy hiểm. Xe cộ thì rất nhiều, xe container, xe khách, xe đồ quá trời luôn, mà có hai lần xe thôi. Mở rộng ra kìa, tôi sợ không? Mở rộng ra chỗ này là làm thành một cái cầu, khả năng là một cầu vượt, cầu vượt lên trên chuẩn bị tới đường Nguyễn Tất Thành, chắc là một cầu vượt đó. Cái này là cầu vượt này, bởi vì anh đang khoan à, khoan cặp đây. Đường Nguyễn Tất Thành đây, đường Nguyễn Tất Thành đường vành đai phía tây Đà Nẵng 2 km. Đây còn 2 km là đường vành đai phía tây Đà Nẵng. Của khu công nghệ cao à. Đấy, đường vành đai phía tây Đà Nẵng còn 1 km nữa. Chờ đi Quận Hương à, hay là đi quận 3. Ở quận 3 mà đi ngủ Hình Sơn á, đi con này rất là sướng rồi, không về thành phố, không vô trung tâm thành phố, đi đường này đi rất là cấm cãi, mất mẻ nữa. Các bạn thấy mất mẻ không, cây cối rất là mất luôn. Đây tới đường Bình Đại phía tây Đà Nẵng rồi. Đường vành đai phía tây còn 0,9 km. Và thấy đấy, các bạn thấy thấy mất rưỡi luôn, đi đã dễ sợ. Đường vành đai phía tây Đà Nẵng còn 0,4 km hoặc 30 này.
đây phía trước là đường vành đai phía tây Đà Nẵng đây. Đây, đường vành đai phía tây Đà Nẵng. Chưa, đã qua, dạ, bon bon trên đường về Hòa Khương. À, tôi chạy đường này tới Hòa Khương các bạn ha. Đúng ra là tôi đi, nếu mà đi Hòa Khương mà tôi đi đường kia thì nhanh hơn. Đi đường 14B á, chỗ Hòa Sơn đó, mà tôi đi con đường gom mà bên tay phải con đường tránh á, về cái con đường Quảng Sương và tôi đi Hòa Khương thì nó gần hơn á. Nhưng mà tôi đi đường này để cho nó là các bạn. Rồi chặt nữa tôi chạy về con đường 14B, tôi sẽ làm một video riêng từ Hòa Khương về 14B rồi về Chí Loan các bạn ạ. Đấy, ôi sao đẹp chưa, đường vành đai phía tây Đà Nẵng quá đẹp luôn các bạn kìa. Ôi trời, nó đẹp, đẹp cực kỳ luôn. À, đẹp chưa, à quá đẹp luôn. Trời, yes luôn. À, con đường này chạy qua là đấy ha. Đấy nha, đấy một huyện một quận à mấy xã luôn à, Quả Liên một này, Quả Liên một này, Quả Sơn hai này, và Phú ba này. Đấy, Quả Khương và Phong. Rồi về Quả Tiến. Trời, đẹp chưa? Ô trời, giật mình. Quả Tiến nè, cái đầu về Quả Chị Năng, Quả Tiến, Quả Châu, Quả Phước, bây giờ Quả Quý, đường này nó đi nó đi qua rất là dài các bạn, quanh mà quanh thành phố. Vô Hồ Hà Trung, phía này là vô Hồ Hà Trung không, cái tấp phải. Đằng này trồng nhiều cây kìa, đủ loại cây hết, hoa giấy cũng có nè, rồi cây thông cũng có nè. Đấy, cái hiện tại đang đặt trồng cây thông. Trồng hai bên đường. À, chỗ này là đi Hồ Trung.
chiều lúc nào cũng bị mù mưa mà tao mù đó buổi chiều á. Nãy tại tao phải thân thủ tao đi buổi trưa, buổi trưa thì trời còn sáng sủa, trời còn xanh đẹp sáng sủa, chiều thì thấy mù căm mát nhưng mà mù. Sẽ chia sẻ các bạn dài dài nha, qua đăng nam mà nhất là quan nam à, những cái cây tầng ở vỉa hè này lên là rất là đẹp luôn các bạn, rất đẹp luôn nè. Cái này mới mua tôi đi muốn đem thử, bởi vì cái điện chiếu sáng nó là đã trang bị đầy đủ rồi, nhưng đem thử như thế nào. Đường còn dán tanh nè, ít người đi.
là banh à. À cầu, qua cầu. À đây là cầu này là đi cầu này đi đâu biết không các bạn không? Cầu vượt là đi Bà Nà Hiu đấy. Tiếp tục đi lên qua Khương. Chú ý quan sát. Đường xá rộng rãi, chạy thoải mái luôn. Rất là tươi. À tới đây là trồng cái cây khác nè. Cây này cây gì nè. Như lửa cây. Công viên suối Khoan Nam, suối Thần Tài và Phú Thành. À, suối Thần Tài đi qua đi hiên đi vàng này, chúng tôi đi chiến hiên vàng này bạn, thì sẽ có bạn xem nè. Và Phú Thành, suối Thần Tài. Đây là cái cầu vượt đường 14B này. Đường 14B. À, chưa đến. Chưa đến.
chưa đánh cơ. Núi Thần Tài, mời tôi sẽ đi một chuyến núi Thần Tài. Chưa phải là đánh ngọt Khương. Đấy nhiều lần nào cũng bị lậu.
có gà thả vườn. Biết là đây ở đâu nè, quy quần sắt.
đây là Hòa Khương, đường 14B. Ồ, cầu đẹp thiệt các bạn à. Cầu Hòa Khương đường 14B nè, quá đẹp luôn. Đường đi Đà Nẵng, đường đi Quảng Nam, đi Hòa Quý là đi thẳng đi Hòa Quý nè. Hai, hai, rồi video của tôi đến đây kết thúc các bạn ạ. À.